Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe dỉ tai thì hãy lên mái nhà giao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2018. Những lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ cũng là nói với mọi người thuộc mọi thời đại trong lịch sử loài người. Những lời ấy đặc biệt đã được các thánh tử đạo suy gẫm và sống một cách triệt để. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Cuộc đời người Kitô hữu chắc chắn sẽ đồng hình đồng dạng với Chúa của mình là Giêsu. Đấng đã bị thế gian đóng đinh và thập giá. Nhưng Chúa Giêsu nói, anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đấng ngự trên trời. Cuộc đời Thánh Ignacio de Gadoi, giám mục dòng Đa Minh tử đạo tại Việt Nam, minh họa những lời của Chúa Giêsu thật hùng hồn. Thánh Ignacio de Gadoi sinh ngày 23 tháng 11 năm 1762 tại Tây Ban Nha. Lúc đầu, anh gia nhập dòng Đa Minh tỉnh dòng Aragon và tuyên khấn năm 1871. Nhưng những lá thư của cha Alonso Fe về sứ vụ tại Việt Nam đã thắp lên nơi thầy Degado một ước vọng truyền giáo. Thầy xin chuyển qua tỉnh dòng Mân Côi tại Phi Luật Tân, tiếp tục học thần học tại Manila và thụ phong linh mục tại đây năm 1787. Và năm 1790, cha Degado cùng với ba anh em khác đến Việt Nam. Cha Degado được cử coi sóc chuẩn viện 2 năm, rồi làm cha chính giáo phận kiêm đại diện giám mục phó ngày 11 tháng 2 năm 1794 và được tấn phong vào tháng 9 năm sau. Năm 1799, Đức cha Phê qua đời. Đức cha Degado Y phải đảm đương giáo phận. Ngài tái lập các chuẩn viện Ninh Cường, Lục Thủy, Tiên Chu và Ngọc Đồng. Tín hữu được tham dự kinh lễ mỗi ngày, học giáo lý kỹ lưỡng hơn và sống đạo tốt hơn. Nhờ những nghi lễ long trọng tại các giáo xứ, trong 10 năm có hơn 10.000 người lớn xin rửa tội. Năm 1838, dưới áp lực của triều đình và sự nhiệt tình của Tổng đốc Trịnh Quang Khanh, các chủng viện, nhà thờ phải tự tháo dỡ,
chúng sinh và nữ tu phải về gia đình. Các thừa sai tạm lánh qua làng Kiên Lao. Nhưng do sự chỉ điểm của thầy Đồ Hy, đức cha Degado và đức cha phó Hanare Minh lần lượt bị bắt. Đức cha Degado bị giam trong củi gỗ. Một viên quan suối ngài, ông đã bị bắt. Ông có thể tự vẫn như những người dũng cảm khác thường làm. Đức cha trả lời, chúng tôi không được tự vẫn vì đó là trọng tội. Nhưng nếu vì đạo, quan truyền giết tôi thì tôi hết sức vui mừng. Có lần đức cha còn nói với các quan, các ngài chưa biết về đạo Chúa Giêsu. Nếu biết hẳn các ngài sẽ theo đạo. Kể sao cho xiết những khốn cực đức cha phải chịu suốt 43 ngày trong củi. Củi nhốt đức cha được đặt ngoài cửa thành, khiến cho ban ngày thì nhễ nhại mồ hôi dưới sức nóng mặt trời, ban đêm thì lạnh cóng vì sương gió. Bản án từ Kinh Đô chưa kịp về tới Nam Định thì đức cha đáng kính đã từ trần. Với tuổi già 76 cộng với bệnh tật, một tháng rưỡi trong củi đã làm đức cha kiệt lực và an nghỉ ngày 12 tháng 7 năm 1838. Tuy nhiên, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh vẫn quyết cứ thi hành mọi sự như án đã đề ra, để mọi người biết tội y nặng nề dường nào. Quân lính liền khiêng củi có xác đức cha ra pháp trường bảy mẫu, đưa thi thể ra ngoài rồi chém đầu. Thi thể của vị tứ đạo được các tín hữu an táng tại một nhà thờ đã bị tàn phá ở Bùi Chu. Thủ cấp bị treo nơi công cộng 3 ngày rồi ném xuống sông Vị Hoàng. 3 tháng sau, một người đánh cá vớt được đưa về an táng chung với thi hài của ngài. Vị giám mục dòng Thuyết giáo Ignacio I được tôn phong lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Xin Thánh Giám mục Degado I chuyển cầu cho chúng con được ơn không sợ hãi khi làm chứng cho Chúa, dù phải gặp gian nan bách hại. Amen.